Bảo Trân, chiều nay anh mời em đi ăn cơm với anh được không? Xin lỗi anh, chiều nay em bận rồi. Thôi, bây giờ em phải tới nhà nhóm bạn có chuyện gấp. Em chào anh, em đi nha. Cô ấy muốn tránh mặt mình. Trời ơi, Mi Sù ơi, mày sướng quá à. Được lót ổ luôn rồi kìa, thấy chưa? Ước gì tao được như mày á nha mày. Trời đất ơi, chi? Khùng hả? Đang làm người lại muốn làm chó? Rồi, chứ còn thấy Mi Sù hả, làm chó sướng muốn chết luôn á. Được bà ẵm bồng suốt ngày ha, tắm rửa sạch sẽ, còn được ăn pate, ăn thịt bò nữa. Giờ làm ổ cho nó nằm luôn rồi nè. Coi vậy chứ không thể sướng hơn người được. Nếu bây giờ mà vợ chủ chịu sanh cho bà một đứa cháu thì bà thương hơn Mi Sù gấp trăm lần. Dạ. Ủa mà bà, Mi Sù á, chừng nào nó mới đẻ vậy? À, chó thì có bầu 2 tháng rưỡi thì nó sanh. Ý vậy là cũng gần rồi đó. À, vậy là lúc đó nó đẻ ra em bé vui lắm ha. Lúc đó thì bà cháu mình sẽ bận rộn lắm, con biết không? Bà sẽ đi mua bình sữa nè, để cho tụi con nó bú kèm. Trời ơi, con bú kèm nữa hả? Trời ơi, như vậy là lúc đó con sẽ phụ bà chăm sóc em bé của Mi Sù. Trời ơi, nhớ nha mày. Nè Tú Chi. Dạ. Lúc rài con có để ý thấy cái gì không? Thấy gì là gì bà chủ? Con có để ý thấy cậu mợ chủ có cái gì khác khác không? Hình như là 2 vợ chồng ít có nói chuyện với nhau. Ôi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó con biết lâu rồi. Từ cái hồi... Hồi gì? Hồi gì sao tự nhiên đương nói cái nín thinh vậy? Dạ... Vậy con nói là từ cái lúc mà cậu biết cậu bệnh á, là 2 người ít nói chuyện với nhau lắm. Cũng phải thôi, đàn ông con trai mà con. Biết mình bị như vậy buồn mà mặc cảm lắm. Mà nghĩ tội nghiệp cho Hạnh Hòa, nó bị bà bắt uống thuốc quan mấy năm trời. Bà chủ ơi, tội nghiệp cậu Phát chứ không phải mợ Hạnh Hòa đâu. Anh Phát à, em nghĩ là anh không nên theo đuổi em nữa. Anh là người đã có gia đình rồi. Em không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Anh cũng đừng xáo trộn cuộc sống bình lặng của em. Em à, em không phải là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh đâu. Gia đình của anh vốn dĩ đã là một sai lầm rồi. Bây giờ có sự hiện diện của em hay không đó, thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ thôi. Em không biết gì, cũng không muốn quan tâm tới chuyện gia đình của anh nữa. Em chỉ biết mình là một cô giáo. Em phải làm tấm gương sáng cho học trò của mình. Em không muốn mình làm chuyện trái lương tâm và đạo đức nữa. Mong anh thông cảm, và từ nay đừng đến trường đưa đón em nữa. Vì như vậy sẽ khiến em làm mất hình tượng trong lòng học trò của em. Nếu như em không thích thì từ nay anh sẽ không đến trường đón em nữa. Nhưng em sẽ nhận lời đi ăn với anh, được không em? Em không biết nói lắm, bao giờ thì anh mới chịu hiểu đây. Em và anh không thể có mối quan hệ gì được. Thôi bây giờ em phải đến trường rồi, trễ giờ lắm rồi.
Anh Phát à, em nghĩ là anh không nên theo đuổi em nữa. Anh là người đã có gia đình rồi. Em không muốn làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Anh cũng đừng xáo trộn cuộc sống bình lặng của em. Mình đúng là đồ ích kỷ, đã không nghĩ đến cảm giác với hình tượng của Bảo Trâm. Mình đã có gia đình, sao còn muốn xáo trộn cuộc sống bình lặng của Bảo Trâm? Mình thật sự yêu Bảo Trâm hay đang nghĩ cho bản thân chứ? Bảo Trân nói đúng, dù muốn dù không, mình cũng đã có vợ rồi. Mình không xứng đáng, cả không đủ tư cách mở miệng nói tiếng yêu với một cô gái trong sáng hồn nhiên như Bảo Trân. Số phận đã an bài, thôi thì đành chấp nhận. Khuya rồi, sao anh vẫn chưa ngủ? Anh còn một số chuyện phải nghĩ, em ngủ trước đi. Anh có chuyện gì khó nghĩ, nói em nghe, em có thể chia sẻ với anh được không? Không có gì, chỉ là chuyện cửa tiệm thôi, em không phải lo đâu. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm, anh có chuyện biểu em không lo sao được? Anh nói đi, chuyện gì làm anh khó nghĩ? Em muốn anh ngủ sớm chứ gì, anh ngủ đây. Khoan đã, anh ngồi xuống đó. Em muốn gì? Anh buồn ngủ rồi, có gì mà em nói. Em nói anh ngồi xuống. Em muốn nghe ngay bây giờ. Vậy thì em cứ nói đi, em muốn gì? Em hỏi anh, chiều nay anh đã đi đâu? Anh làm gì mà không có mặt ở cửa hàng? Anh đi nhập hàng. Nhập hàng? Anh định qua mặt em đến bao giờ? Anh nhập hàng hay chở nàng đi chơi? Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Anh đến gặp con hồ ly tinh cũ mềm đó, đừng tưởng là em không biết. Bảo Trân không phải là hồ ly tinh, em đừng có nói bậy nghe chưa. Bây giờ không đánh mà khai thì ra con khốn đó tên là Bảo Trân. Cái tên nghe cũng được lắm. Em đừng có hiểu lầm nữa, rồi ăn nói lung tung. Anh với Bảo Trân á, chỉ là tình cảm anh em thôi, không như em tưởng đâu. Em không tưởng gì hết, em có bằng chứng rõ ràng cụ thể. Em có bằng chứng gì? Bằng chứng là những ngày gần đây anh trở nên lạnh nhạt với em. Anh không muốn nói. Anh phải nói, hay anh định đổ hết tất cả trách nhiệm không thể sanh con nối dõi lên đầu tôi? Chuyện em không thể có con, dù với lý do gì thì anh cũng thông cảm và không trách. Nhưng em thật quá đáng, đã sai rồi còn hèn hạ nữa. Anh nói vậy với ý gì? Ý gì hả? Em còn can đảm để hỏi tôi câu đó sao? Em xem đi, đây là cái gì? Kết quả xét nghiệm. Sao anh lại có được? Không phải là mình đã ném bỏ nó rồi sao? Trời ơi, em nói Tấn Phát đã ném tờ xét nghiệm này vào mình em. Dạ, anh ấy đã liền vào người em với vẻ mặt tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Em không kịp nói một lời giải thích nào hết. Trời đất ơi, sao em lại bất cẩn như vậy? Ôi, em đã giấu, sao còn để mấy tờ xét nghiệm này lọt vào tay Tấn Phát? Em nhớ là sau khi ở bệnh viện về, em thấy bực bội trong người quá, cho nên sau khi xem xong em ném thẳng nó ra cửa sổ. Vậy mà không hiểu sao Tấn Phát lại có được.
Mẹ chồng em biết chuyện này chắc là giận lắm. Theo chị thì em phải làm gì bây giờ hả chị? Em đã sai ngay từ bước đầu, càng bước càng sai. Tốt nhất là em nên dừng lại. Chị nói sao? Dừng lại nghĩa là sao? Chị nghĩ em nên nói thật với mọi người, vì Tấn Phát và mẹ chồng của em đều là những người nhân hậu. Có lẽ họ sẽ thông cảm với em. Chuyện này em không quen chị à? Đã đến nước này rồi, em phải xuống nước thôi em à. Vậy chị nói, còn chuyện Tấn Phát dám lén phén với người đàn bà khác ở bên ngoài, em phải làm sao? Chị thấy cũng chưa đến mức trầm trọng lắm đâu. Tấn Phát là người có tình, em nên giả lơ không biết rồi ngọt ngào lấy tình vợ chồng mà giữ chứng dưỡng ấy. Em không nghĩ như chị đâu. Chị thì em nghĩ sao? Em sẽ đường đường chính chính dằn mặt con nhỏ đó một trận, cấm tiệt nó không được bén mảng đến gần anh Tấn Phát. Ở đời này hiền quá không được đâu chị. Mỗi người có một cách suy nghĩ. Em lớn rồi, em muốn làm gì thì làm, không khéo lại đổ thừa chị. Nhưng trước khi làm, em phải suy nghĩ cho chín chắn, đừng như ngày xưa đã lỡ một bước phải hối hận ngàn đời. Em biết rồi. À, tuần sau chị sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp con gái. Chắc lần này chị đi và ở lại bển hơi lâu đó. Em ở nhà một mình tự mà lo liệu. Mới đó mà đã tốt nghiệp đại học rồi sao chị? Ừ. Chị sướng nha, sắp được ngồi xuôi rồi. Không để em nhắc, tháng trước con bé đã báo là mình đã có bạn trai rồi. Lần này sang dự lễ tốt nghiệp, sẵn cô mắt con rể tương lai luôn. Con gái của mình bây giờ chắc cũng sắp vào đại học. Hạnh Hoa, em vừa nói gì? Không có. Em không có chuyện gì hết. Chị à, chị đi vui vẻ nha. Cho em gửi lời chúc mừng cháu nữa. Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, nhất là chuyện của Tấn Phát, không được nóng vội làm bậy nghe chưa? Em biết rồi mà, chị yên tâm đi. Hôm nay là mày lấy lại phong độ đẹp trai lắm rồi biết không? Hy vọng là mày sẽ làm bác hai vui, không cấm tao qua chơi chiếm lợm nữa. Tốt nhất á, đá đầu thắng đó cho tao nhờ, biết chưa? Trời ơi, cái thằng này thiệt. Tôi trời, tôi trật rồi không ăn cơm. Làm gì ngồi nó nhảm với con gà hoài vậy? Má, má thấy con Thanh Long bữa nay sao má? Ừ, đẹp. Đẹp bằng lúc nó chưa bị má cắt lông không? Cái thằng dĩ nhiên là đẹp hơn rồi. Cái ông già khó ưa đó, làm sao nuôi gà giỏi hơn con trai của má chứ. Má, vậy bữa nay con đem qua trả bác hai được chưa? Hả? Cái gì? Tự nhiên đem con gà qua trả ông là sao? Thì con gà này là của bác hai, bị má cắt trụi lông, con nuôi đền, bây giờ nó đẹp lại như xưa rồi, dĩ nhiên phải đem qua trả bác hai. Bữa đó ổng đem nó qua đây quăng vô mặt má, biểu là má nấu cháo nó đi. Ổng không cần thì đem qua trả làm gì? Bữa bác hai giận bác hai nói vậy thôi, chứ má biết không, con Thanh Long này nè, bác hai cưng lắm đó. Nhà má, chút nữa con đem qua trả bác hai nha má. Thì ra bao nhiêu lâu nay còn bỏ công chăm sóc là để trả nó cho ổng hả? Biết vậy hả? Má không có cho nó. Ê, trời má. Mày nghĩ nha mày. Thôi 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 thôi, má tội nghiệp nó. Má ơi, má làm ơn, má bớt giận bác hai giùm con chút được không? Mỗi lần con thấy má với bác hai gây nhau, con rầu thối ruột à. Ủa, má với ổng gây thì mắc mớ gì con rầu? Rầu sao ổng rầu? Hai người cứ gây nhau hoài vậy làm sao con cưới em lượm được? Cái gì? Mới đây mà nói chuyện cưới rồi đó hả? Thì hôm bữa má nói với con á, con lớn rồi phải cưới vợ.
cho nên con mới nói với em lượm. Em lượm chịu con rồi đó má. Trời ơi, má nói là con cưới vợ chứ có phải má nói là con cưới con lượm đâu. Nhưng mà con thích em lượm, con muốn cưới em lượm. Má, má ơi má, má, má đồng ý cho con cưới em lượm nha má. Má, con biết mà, má ghét bác Hai vậy, đời nào mà chịu cho con cưới em lượm. Má không có phải vì lý do này mà không cho con cưới con lượm. Nhưng mà con lượm nó bị mù, con có nghĩ tới chuyện này chưa? Mù thì có sao đâu má. Mù thì không có thể thấy đường, mà không thể thấy đường thì không có thể nấu cơm, giặt đồ, rồi không có thể ra đồng để mà gặt hái được. Trời đất má ơi, con tưởng chuyện gì chứ mấy chuyện này con làm được hết có sao đâu. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho con lắm. Má ơi, con không có thấy thiệt thòi chút xíu nào hết á. Chỉ cần con mà được cưới em lượm á nha, làm cái gì con cũng chịu hết. Nhà má, con năn nỉ má mà, má cho tụi con cưới nhau nha má. Con mà không cưới được em lượm, con buồn chết luôn á. Nhưng mà chưa chắc cha già dịch kiên giả chịu. Má à, nhưng mà con muốn má bằng lòng trước đi. Bây giờ về phía bác Hai á, để con với em lượm từ từ năn nỉ bác Hai nha má. Nha má. Được rồi, từ từ má suy nghĩ cái đã. Mày đó nha mày. Nhỏ thôi, bác Hai nghe bây giờ. Anh Điển. Nói nhỏ thôi, bác Hai nghe là chết. Lượm. Anh Điển. Trời, mới không gặp em có mấy ngày à, anh nhớ em muốn chết luôn á. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Cho anh nắm tay em chút nha. Nè, nè, tay của em nè. Em nhớ anh quá à. Nhớ. Nhớ mà không chịu bước ra ngoài cho người ta nhìn mặt một cái, cứ trốn trong nhà suốt. Tại thế á, Thế canh kỹ quá sao em dám ra. Thế còn hâm á là Thế nghĩ làm ở nhà canh em luôn á. Trời đất, vậy hả? Ừ. Thôi chết rồi, tụi mình khổ tới nơi nữa rồi. Thế cứ vậy hoài à, cho nên em không có nói được gì hết. Hồi chiều anh mới nói chuyện với má xong. Rồi sao? Rồi vậy có nói gì không anh? Ừ, có vẻ má chưa chịu lắm. Em biết ngay mà, vì 11 coi vậy mà còn khó hơn tía của em nữa.
tí em khó vậy chứ em khóc lóc năn nỉ là tí chịu à. Còn gì 11 cương quyết lắm. Nhưng mà không sao, nếu má cương quyết quá anh cũng sẽ cương quyết luôn. Anh cương quyết gì? Thì nói với má, anh sẽ không lấy ai ngoài em làm vợ hết. Má mà cũng có con dâu á, thấy nào má cũng phải chịu thôi. Thầy cũng anh nói thiệt, suốt đời suốt kiếp này anh chỉ thương có mỗi mình em thôi. Em cũng vậy, hồi đó giờ ngày nào cũng gặp anh hết em thấy bình thường, tự nhiên giờ mới có hai ngày không gặp em cứ nhớ anh quá. Em nhớ anh nhiều lắm á anh nè, em biết anh cũng vậy nữa anh. Ừ? Cái đó ở trong đài của em ta đó là tình yêu. Vậy đó hả? Nhớ là muốn chết luôn rồi hả? Ừ. Anh đang quyết gì vậy? Ô, bác hai. Tía. Ra đây. Mày răng trời á, nửa đêm nửa hôm mày dám vô phòng gái tao hả? Chết rồi. Đập nghĩa vào không? Thế nào tía cũng đánh lên điện cho coi. Tại mấy ngày không gặp em lượm, con ngủ không được. Mày ngủ không được thì mày thức thế kệ mày hả? Tại sao tao cấm mà mày còn ly lợm như vậy hả? Dạ, bác hai ơi, con thương em lượm thiệt tình mà. Bác hai ơi, bác hai gả em lượm cho con nha bác hai. Mày còn được cưới con lượm nữa hả? Mày muốn chọc cho tao tức tao chết phải không? Dạ, mày tưởng tao sợ má mày tao không dám đánh mày hả? Bác hai ơi, bác hai, bây giờ mà bác hai có đánh chết con cũng nói à. Con thương em lượm, mà em lượm cũng thương con. Bác hai không có cấm được tụi con đâu. Không cấm mà, không cấm. Bác hai ơi, không cấm. Bác hai ơi, con xin bác hai. Tía đừng đánh anh Điển mà tía. Con xin tía mà tía. Thôi rồi, con vô ngủ đi, bộ xương suốt bệnh chết bây giờ nè. Thôi con vô ngủ rồi tía đánh chết anh Điển rồi sao? Tía ơi con xin tía mà tía. Tía. Còn chưa chịu về nữa hả? Mày muốn tao chặt mày con vợ hay sao? Dạ, thưa bác hai con về. Dạ. Con chặt chặt gì nữa? Dạ, dạ. Con Thanh Long, con dưỡng nó lại, bây giờ nó trổ mã đẹp lắm rồi. Con mong bác hai nhận lại. Bác hai đừng có giận má con nữa nha bác hai. Không có Thanh Long nhãn lòng gì hết. Về. Dạ bác hai. Mày nhìn chứ gì? Nhưng mà Bác hai con. Tự mày té nha. Anh Điển. Anh Điển ơi. Hả? 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 Anh Điển. Lượm. Tía. Tía giá anh Điển lên đi tía. Không, cho mình lên xuống. Anh Điển. Vô nhà con. Anh Điển. Đi vô. Không có qua đây nữa nghe mày. Quỷ. Niễn. Dạ má. Con đi đâu mới về mà người ngợm ướt mẹp vậy? Dạ con không ngủ được, con ra ngoài xuồng ngồi chơi trợt chân té xong. Thiệt mà. Ủa mà nãy con thấy má ngủ rồi sao giờ má còn đứng đây? Tưởng má ngủ rồi nên con mới qua mặt đó đúng không? Nói thiệt đi, có phải con qua nhặn lượm không? Dạ con qua trả con Thanh Long cho bác hai. Rồi qua bển bị ổng chửi cho một trận, đuổi về, rồi không chịu về. Ổng xô xuống sông á đúng không? Dạ con xin lỗi má. Nhưng mà thôi được rồi, má không có la. Vô thay đồ rồi đi ngủ đi.
Khuya rồi, sáng mai nói tiếp. Dạ. Coi bộ thằng Niệm nó tới tuổi lấy vợ thiệt rồi. Mình không lo thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Cái thằng cha già cố chắc, đứa con gái mù của ổng giá lắm mà. Tôi nhất định sẽ cưới cho thằng Niệm một đứa đẹp, ngoan hơn con gái ông trăm lần. Bữa nay á, làm gì mà mua nước đá sớm vậy? Hôm nay nhà tôi có khách đó bà. Khách nào mà quan trọng dữ? Thì chị 11 đó chứ ai. Hôm nay á, bà tính qua coi mắt con lành nhà tôi đó. Hả? Bà tính hỏi cưới con lành cho thằng Niệm? Ừ, thì bà chỉ có một thằng con à, không lẽ bà coi mắt cho ai? Rồi sao? Bà có tính gả không? Ừ, cũng chưa biết nữa. Nhưng mà cũng tùy thuộc vô con lành nhà tôi. Bà về mà nói với con lành á, không có chịu nghe. Cái thằng đó không có xứng đáng với con lành đâu. Phải đấy dì ba. Dì ba đừng có gả em lành cho thằng cà thọt đó. Nó không có xứng với em lành đâu. Đúng rồi dì ba. Thọt thì sao chứ? Thọt á, mà nó siêng năng giỏi giắng, còn đẹp trai như tụi bay á hả, tối ngày cứ ăn chơi lông nhông. Ở xóm này thiếu gì thằng giỏi hơn thằng Niệm, thằng Nhị nè, thằng Dũng nè. Con lành á, nó đẹp như hoa vậy, nỡ lòng nào mà đem gả cho thằng mặt thẹo đó. Hơi đẹp trai mà làm gì cho nó khổ. Ơi, con gái có thằng thì à, người ta hỏi á thì chịu đi. Làm cao á mà ế chồng á, thành gái già khổ lắm. Bà nước đá của bà nè, đem về mà đãi khách đi. Thương con lành khuyên vậy, nghe hay không á tùy ý, sau này khổ thì có trách à. Tụi bay cười cái gì vậy? Dạ con đang cười câu dì ba nói á, lưng chừng làm cao mà ế độ. Hình như dì ba đang ám chỉ gì á. Mới sáng sớm ăn nói vô duyên, coi chừng á tao lấy hết nước trà lại tao không cho uống bây giờ. Thua rồi kìa. Bà Hai Nhết á, tuy là nổi tiếng nhiều chuyện nhất cái xóm này, những lời bà nói á, đôi lúc á tào lao, nhưng mà ngẫm lại á, cũng có lý lắm chứ. Má lại bị dì Hai tác động gì nữa rồi? Thì bà nói á, không nên gả con cho thằng Niễn. Mới đầu á, má cự bà dữ lắm. Rồi á, đi từ quán bà về nhà, ngẫm lại á, thấy lời bà nói cũng có lý, không có sai chút nào. Con á, vừa đẹp gái, vừa giỏi giang, không lẽ giờ gả cho cái thằng vừa thọt vừa xấu xí hả? Má ơi, anh Niễn tuy có tật và xấu thiệt, nhưng ảnh hiền lành và tốt bụng lắm. Mỗi lần nhà mình mà bị hư hỏng cái gì, má đều kêu ảnh qua sửa, ảnh có lấy đồng nào đâu. Ừ, thì con nói cũng phải. Thằng nó giỏi mà tốt bụng, mỗi tội bị thọt. Anh Niễn á, còn không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không chửi thề, cũng không lân la quán cà phê như đám thằng Đệ, thằng Nghĩa. Người tốt như vậy, má còn chê gì nữa? Chẳng lẽ má muốn gả con gái của má cho những cái người mà đẹp trai như là Năm Dẫn hay là Tư Dung, tối ngày ăn nhậu say xỉn rồi đánh đập vợ hả má? Ừ, con nói cũng phải. Ừ. Ủa, mà bộ con thích thằng Niễn lắm rồi hả? Mà má nói cái gì con cũng binh nó chầm chập vậy? Con có thích đâu thì có sao con nói vậy thôi, chứ con có thích gì đâu má. Với lại anh Niễn, anh có tài đờn cải lương hay lắm đó má. Thì chuyện này má biết rồi. Thôi, lo làm lẹ lẹ đi. Chị 11 qua tới bây giờ đó. Dạ. Bà 11, đi đâu ạ? Ghé nói chuyện chút chơi. Bữa khác đi, hôm nay tôi bận rồi. Đi đâu mà gấp dữ vậy? Thì chuyện riêng. Chứ không phải đi hỏi vợ cho thằng Niễn. Bài đặt úp mở, làm gì người ta không biết vậy?
Sao bà biết vậy? Trong cái xóm này á, chuyện gì mà qua được mắt tôi? Quên, bà là thông tấn xã đường làng mà, chuyện gì không biết. Biết cưới con lành cho thằng Niễn, công nhận bà khôn thiệt. Cái này á, là không phải khôn mà là có mắt tin đời. Bà coi đó, từ làng trên xóm dưới có đứa nào mà giỏi giang như con lành không? Tôi không có nói chuyện đó. Ý tôi á là bỗng nhanh chân lẹ tay cưới con lành cho thằng Niễn để cắt đứt cái đường tình duyên, cho nó không tơ tưởng tới con lượm nữa. Để ông xui bà xui á, thuận tiện yêu nhau chứ gì. Ê, tôi không có chọc bà nghe. Bà đừng có theo tôi mà móc méo hoài à nha. Tại tôi chướng tay gai mắt. Ủa mà tôi làm gì bà chướng? Bà ích kỷ, vì lợi ích của bản thân bà ha, mà bà cắt cái đường tình duyên của con mình. Ai ở trong xóm này mà không biết, tới giờ bà vẫn còn để bụng thương cho hay tức. Bà nói bậy nói bạ một hồi. Bà có tin là tôi... Bà làm gì? Bà quánh tôi hả? Bà quánh tôi phải không? Bà ngon nghèo vô. Bà dám quánh thông tấn xã đường làng hả? Ngày mai là cả tỉnh biết luôn đó. Thôi, tôi nhịn bà lần này thôi nghe. Bà mà còn ăn nói bậy bạ nữa hả? Coi chừng tôi à. Nói đúng tim đen rồi chứ gì. Cô Bảo Trâm, có người cần gặp. Cảm ơn anh. Chào chị. Cô làm cái gì vậy? Tôi cảnh cáo. Tôi đã báo hiệu trưởng đó. Được, anh cứ báo đi. Tôi cũng đang cần gặp hiệu trưởng đây. Bà là ai? Sao bà lại đánh tôi? Cô không quen tôi, nhưng tôi thì lại biết. Cô là kẻ cướp chồng tôi. Bà đừng ăn nói bậy bạ. Đây, có bằng chứng rõ ràng. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thầy hiệu trưởng, giáo viên của trường thầy đã dụ dỗ chồng tôi. Tôi đến đây để cảnh cáo. Không đúng, bậy nói bậy. Những chuyện tế nhị như vậy có nên làm ồn ào trước mặt học sinh không? Mời hai người lên văn phòng với tôi. Muốn cướp chồng bà không dễ đâu. Chị ba ơi, có nhà không vậy? Có nhà nè. Trời ơi, chị qua rồi hả? Trời ơi, chị... em hẹn với chị rồi, em đâu có dám đi đâu được chứ. Trời ơi, dạ, mời chị vô nhà. Lẽ ra tôi tới từ sớm rồi mà bị bà Hai nhớ chặn đường. Bà hỏi mấy câu vô duyên gì đâu á, tôi mới tới trễ vậy á chứ. Thôi chị, trách bà làm gì. Em mời chị vô nhà, vô ngồi đây nè chị. Dạ. Dạ, em mời chị ngồi. Chị thông cảm, chị đừng có trách bà làm gì. Mấy bà ế chồng á, tánh tình khó chịu lắm chị ơi. Ý quên, tôi xin lỗi, tôi không phải ám chỉ chị. Tôi biết mà. Với lại tôi đâu phải gái già đâu, hay là gái ế giống bà. Tôi con người hỏi cưới đàng hoàng, tại tôi không chịu đem của trả lại. Chà, nhà cửa sạch sẽ thoáng mát quá ha. Cảm ơn chị. Dạ, mời chị uống nước. Cảm ơn chị. Một tay con lành nó dọn đó mà. Vậy hả? Nó kỹ tính lắm. Một cọng rác á, nó cũng không chịu nữa. Trong cái nhà này á, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, một tay nó quán xuyến hết á. Con gái vậy mới được chứ. Ủa, mà nãy giờ con lành đâu, tôi không thấy nó. Dạ, nó đang lại quay phía sau đó mà. Để tôi kêu nó lên nghe chị. Lành ơi lành. Dạ. Có gì 11 tới chơi nè con. Dạ. Dạ, thưa dì 11 mới qua. Con mời dì mời má ăn bánh uống nước. Ừ. Mời chị ăn bánh. Trời ơi, con mua bánh này ở đâu mà nhìn ngon quá vậy con? Dạ, bánh này con không có mua, con tự làm á dì. Con tự làm á hả? Dạ. Trời, dì ăn thử đi miếng dạ, nha. Dạ, ăn thử đi dì.
Trời ơi, ngon ghê vậy đó. Con giỏi quá à. Trời ơi, chị không biết chứ. Con Lành á, nó làm bánh giỏi lắm. Mỗi lần á, nhà có đám tiệc, đám giỗ gì á, là một tay nó làm hết á. Nhiều khi tôi đỡ lắm chị. Vậy chứ, con gái á, là phải đảm đang nữ công gia chánh vậy mới được chứ. Dạ. Chị bà, trước khi chính thức hỏi con Lành cho thằng Niến, tôi muốn xin phép chị cho hai đứa nó có thời gian tìm hiểu nhau. Không biết là chị có đồng ý không? Tôi muốn nói trước mà chị đã nói rồi. Thời buổi hiện đại bây giờ không có giống như thời tụi mình trước đây. Thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cũng nên á cho tụi nó có cơ hội làm quen tìm hiểu nhau. Coi tụi nó có hợp không, rồi mới tính chuyện tương lai. Chứ cưới rồi bỏ nhau như mấy đứa xóm rẫy thì tội lắm. Chị nghĩ thoáng được như vậy tôi cũng mừng ghê vậy đó. Dạ. Chứ lúc mà qua đây tôi cứ lo lo lắm. Chòm xóm láng giềng mấy mươi năm, thằng Niễn với con Lành có gì xa lạ đâu. Cứ để cho tụi nó thời gian tìm hiểu nhau, vậy cũng tốt mà chị. Lành nè, má con nói vậy á, rồi con tính sao hả con? Dạ, con không biết nữa. Má con tính sao con nghe vậy à. Thôi, thưa dì 11 con ra sau nha. Dạ. Nó nói vậy là được rồi đó chị. Con nhỏ dễ thương ghê không? Phúc hậu hết sức luôn vậy đó. Chị dùng nước ăn bánh đi chị. Cảm ơn chị. Ông chủ ơi, em thấy cái mẫu dài 165 của mình bán chạy lắm á. Mà trong kho hết rồi, có gì ông chủ nhập thêm nha. Ừ, mai tôi sẽ nhập hàng. Bảo vệ, bảo vệ đâu? Đừng, đây là chuyện riêng của tôi, cứ làm việc tiếp đi. Lần sau ông còn như vậy nữa, tôi kêu bảo vệ đó nha. Cô cứ vô làm việc tiếp đi, đây là chuyện riêng của tôi. Dạ. Nè, có chuyện gì vậy? Tự nhiên đùng đùng vô đánh tao lần sau vậy? Cái gì hả? Câu này tao hỏi mày mới đúng. Mày có biết là mày hại Bảo Trân thê thảm lắm không? Nếu vợ chồng tao không phát hiện sớm á, bây giờ thì Bảo Trân á, mày đã đưa đám ma nó rồi. Bảo Trân bị làm sao chứ? Mày nói cái gì đi đám ma? Ăn nói lung tung tôi không hiểu gì hết à. Nè, mới hôm trước tôi gặp Bảo Trân nè, cô ta vẫn còn vui vẻ yêu đời. Mà Bảo Trân bị cái gì chứ? Thật sự mày không biết à? Tao không biết thiệt. Mà chuyện gì? Em làm gì lục đục dưới bếp hoài vậy? Cô Biên nó ngủ nãy giờ. Em biết anh nôn nóng lắm không? Thôi. Gì? Vô duyên. Em mắc theo dõi cô ba. Cái gì? Em nảy sinh cái tật chị dâu em chồng hồi nào vậy? Sao nay đi rình rập xét nét em chồng? Làm sao? Trời ơi, tự nhiên nghĩ xấu cho người ta. Vậy thì theo dõi Bảo Trân làm gì? Em quan sát cô ba, em thấy cô ba lạ lắm. Anh có thấy là cô ba cổ không có ăn cơm chiều nay không? Trời ơi. Trời. Trời ơi, có gì đâu, ra ngoài ăn với bạn bè chứ gì. Trời ơi, chị cũng theo dõi riết. Không phải. Em á, em để ý rồi nghe. Cô ba cái mặt buồn buồn sao á, còn con mắt cứ đỏ hoe, làm như khóc vậy đó. Anh có thấy vậy không? Em nói anh mới để ý. Thường ngày á, trước khi ngủ, Bảo Trân thường qua phòng nựng của Bin lắm. Mấy hôm nay không có. Chết rồi. Chắc là có chuyện gì rồi. Bởi vậy em mới lo. Mà em nghi á anh, hình như là giữa Bảo Trân với Tấn Phát có xảy ra chuyện gì á. Hai đứa nó làm chuyện. Trời ơi, con ngủ. Hai đứa nó làm gì có chuyện xảy ra? Trời ơi, vậy anh không biết chuyện gì luôn hả? Chuyện gì?
Trời ơi, Tấn Phát đang đeo đuổi Bảo Trân nhà mình. Cái gì? Tấn Phát đang đeo đuổi Bảo Trân nhà mình? Ừ, chính mắt em thấy nè nghe. Tấn Phát đưa Bảo Trân về tới nhà mình nè. Rồi hai người thân mật, vui vẻ với nhau lắm á. Ủa mà sao vậy được? Tấn Phát đã có gia đình rồi mà. Thì bởi vậy em mới lo. Thôi chết rồi, chuyện này không được rồi. Phải qua phòng, họ Bảo Trân cho ra lẽ. Đi. Anh, tế nhị nha anh.